Rồi, xin chào tất cả bạn ha. Mình là Tưởng Làng Phàn Đại. Thì cũng đã quá lâu rồi, không có quay cái gì lên kênh ha. Nói chung là cũng vậy thôi, là công việc nó quá trời nhiều bạn ơi. Thì toàn là làm số lượng nên thật sự là không có buông ra mà quay mà cái gì được á. Thì hôm nay cố gắng là sắp xếp quay lại đi bứng cái vườn mai chiếu thủy nha các bạn. Mai chiếu thủy đế này cũng có xếp. Đó, cây chuẩn lắm. Thì ở đây anh em đang bứng ha. Nay bứng một số về làm mẫu thôi. Vườn thì 300 cây. Chung chiếu thủy đế gắt không à. Nó quay lên chợ bạn xem đồ giải trí chơi ha. Đây. Cốt cành chi 1, chi 2, chi phong có chơi. Hoành thì nó từ 20 tới 30. Ba mấy luôn. Đó. Đó. Cây này hoành cỡ 20 ha. Đây. Anh em đang bứng ha, bứng về làm phôi lên đi mẫu cho khách nha các bạn. Nói chung thì cái lô này nếu mà sắp xếp ra mình có làm lẻ thì cũng có thể là giao lưu được cho bạn mình ha. Đây. Đế điều 24 giờ không à. Chung lô này cây là cắt lùng lực hết, bonsai lùng lùng không. Đây có một cây tàn thiên nhiên nữa bạn. Đó. Vườn này thì mình được 300. Đế này. Cây này hoành 30 mấy rồi. Bự dữ lắm bạn ơi. Đây nè. Chung sắp xếp ra mình quay rồi các bạn mình xem ha. Về rút đế vô nè. Các cây lắm, giót chữ A luôn bạn ơi. Cây có vài sĩ thôi. Giao cho anh em mua bán lại ha. Bứng cái bù lớn lớn về còn xử lý lại nó mới giao cho anh em được bạn ơi. Đó. Cũng gần xong rồi, rồi tranh thủ mình ra bứng ha. Đây đi dạo một vòng cho các bạn mình xem ha. Chúng bữa nay đăng cái video ngắn thôi. Đó là chút mình ra ngoài mình quay mười mấy cây bứng đó. Đây nè. Thì chắc khoảng 10 ngày nữa mình mới có bứng lên. Thì anh em mình có giao lẻ thì có thể liên hệ qua số điện thoại đó. Mình có giao luôn một hai cây cho anh em mình chơi. Đây nè. Cắt là nuôi lùng lực không nha các bạn. Chi 1, chi 2 nè. Chi phong phía sau là có luôn nè. Nó cái ngọn lên đó. Cây này giót dữ dằn luôn nè. Đó. Chung cái đám này tại vì trồng cũng số lượng mấy trăm cây á. Cũng tương đối là sắp đế là nó cũng khá khá như nhau thôi các bạn. Đây. Kiếm cây nào nó trống trống cho các bạn mình xem ha. Đây nè. Thằng này có hoành 20 nè. Nó về mình lượt đế đồ lại. Đều go lên nè. Rút vô đi. Các bạn tưởng tượng nè ha. Rút vô lượt đế là chi 1 nè, chi 2 nè. Đó. Chung cắt lùng lại gì nữa bạn ơi. Nó là vừa chơi luôn. Nãy giờ cũng mệt, khá mệt nha bạn. Đây. À. Đây cây chuẩn bị bứng. Nói chung cây mẫu thì bứng có này có kia cho anh em thôi. Mặt này nè. Mặt đó nó còn lấp. Đó, mình có mặt này nè. Đó, chi 1, chi 2, chi phong đó đầy đủ bạn mình có coi ha. Hết sức đã luôn bạn ơi. Quá trời. Nè. Cái này yếu đế à. Là những cây khá khá đế. Chung bứng này cũng tiễn lại hết. Nè các bạn. Ha. Chung cây nào cái nấy đế. Một nồi. Mình chơi mình là mình rút gì nữa bạn. Đây. Đi dài ra cho các bạn mình coi nha. Nói chuyện cũng hơi yếu rồi nha các bạn. Nghe không rõ thì cũng thông cảm ha. Nói chung từ đây về sau mình sẽ cố gắng có đi bứng vườn có cây hay hay thì quay lên cho các bạn mình xem tham khảo ha. Cái này quanh 30 ạ. Nè. Hàng lùng lực không bạn ơi. Đây, đi ra đám này cho các bạn mình xem ha. Nè, nãy bứng ở ngoài trước này trước. Đây, gom vô bãi rồi.
bên đây me, me bứng cũng mấy hôm nay rồi, bứng hết rồi, mấy trăm cây. Đây các bạn, bứng ra đây dễ nhìn cây hơn ha. Đây ha. Ba mươi ba mấy luôn. Hết biết phê không? Nó giót bút măng. Thứ nào chịu nói. Hết biết đã. Đây bạn. Hàng này về mình còn làm đế. Làm đế sơ lại mới giao cho anh em ha. Cái bay nè. Tàu bãi luôn. Mấy cái này giót bút măng. Quá trời phê luôn. Cây này giật nhịp ra được một nhịp đế rồi. Đó. Cái này thì bứng mẫu thôi. Chứ còn 300 cây thì đợt sau là bứng hết luôn. Chi 1, chi 2, chi phong là có đầy đủ hết. Đó, về coi lượt chi rồi lại nè. Chực, chực bay luôn. Đế giật ra một cấp luôn. Giật tổ tổ ra hết nữa. Ồ, có cây này giót đã. Hết biết phê. Rồi thì bữa nay tranh thủ quay cho các bạn xem tham khảo cho vui chơi. Rồi hôm nào có chi tiết về cây thì mình quay lẻ lên giao lưu với bạn mình ha. Đó. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bạn ha.